Nhẹ nhẹ thôi em. Em biết rồi mà. Lần này á, mình cấy hai trứng. Bác sĩ bảo là trứng rất là tốt. Mà lần thứ tư rồi anh. Sao em thấy là lo làm sao á? Lo cái gì mà không biết nữa à? Không có lo gì hết trơn á. Mọi chuyện cứ để anh lo. Em chỉ làm bạn ai là được rồi. Mà nếu như không nữa thì anh có bỏ em luôn. Sao anh khóc quá à? Em là nhất rồi. Không thương em thì thương ai? Con cái là lọt chạy cho. Đừng có suy nghĩ nhiều nữa nghe chưa? Mà em biết sợ anh sao? Thôi mà đừng có suy nghĩ nhiều nữa. Cùng lắm bây giờ mình không có con á thì mình đi xem phim, đi du lịch, đi nghe nhạc, rồi đi khắp nơi, còn hợp đâu có phải muốn bận gì đâu đúng không? Anh thấy bây giờ ai cũng vậy hết trơn á, vợ chồng thoải mái biết là bao. Nói gì anh luôn, thế dễ thì sao? Dễ sao mà không dễ trời. Con cái á, bây giờ không có thì mình đẻ thuê, rồi mình sinh con nuôi cũng được mà em. Con nào mà nhã là con. Thôi yên tâm nha. Không có nhân nhị gì hết trơn á. Em cảm thấy có lỗi với anh quá. Bao nhiêu tiền tiết kiệm của hai vợ chồng mình em cũng tài hết trơn à. Thôi, không có suy nghĩ nhiều nữa. 48 tiếng này là quan trọng lắm đó em. Em phải suy nghĩ tích cực lên thì vợ chồng mình mới có con được. Thôi, bây giờ hôm nay anh trở thành người chồng đảm đang trong nhà rồi nha. Anh xuống là nấu cháo cho em ăn, được chưa? Nằm ở đây không có suy nghĩ nhiều nha. Tích cực mình xíu. Anh đi nha. Nằm ở đó không có suy nghĩ đó. Em biết rồi. Em thấy nôn quá à. Anh nghĩ á, lần này sẽ là con trai hay con gái? Con trai cũng được, mà con gái cũng được. Nhưng mà anh thích con gái hơn. Em á, thì thích con trai. Nếu á, mà là con trai á, thì anh sẽ tập cho nó đá bóng. Không được đâu. Tự nhiên á, bắt con trai của em đi đá bóng, lỡ nó đen thui luôn sao? Chứ bộ chồng em không đen hả? Anh này. Nhưng mà nếu mà là con gái á thì anh sẽ khuyên nó đi học ngoại ngữ. Ừ, học ngoại ngữ được nè. Mà lỡ nhiều khi á, một trai, một gái luôn sao anh? Cũng có khả năng đó ha. Biết đâu là thai lông phộng. Em sẽ đi mua đồ á cho hai đứa con của mình. Con trai á thì sẽ thành hoàng tử, còn con gái á thì sẽ giống công chúa. Giống em là công chúa rồi đó. Còn giống anh á thì sẽ trở thành một chàng hoàng tử đẹp trai. Ê, chồng mình tưởng tượng ghê quá ha. Thích quá à. Thích quá ha. Nhưng mà giờ cũng khuya rồi đó. Hay là vợ chồng mình đi ngủ đi. Vậy à, thôi mình ngủ nha. Nhưng mà em phải nằm đúng cái tư thế theo đúng bác sĩ hướng dẫn nha. Em biết rồi nha. Tốt cho con. Ngủ nha. Rồi. Thank you.
Ủa? Đây mà đồ mới hả? Sao vậy? Sao đây có chuyện gì mà vui vậy? Em mới thử, khó rồi anh. Thiệt hả? Em có thiệt hả? Thiệt mà. Anh vui quá à. Phải rồi. Em khó rồi thì em nghỉ làm 3 tháng đi. Xin nghỉ làm 3 tháng rồi ở nhà lo cho con, chăm sóc cho con dưỡng thai. Rồi hết 3 tháng rồi muốn làm gì làm nha. À đúng rồi, tin vui thì em phải báo cho mẹ chứ hả? Hay là từ từ đi anh. Bây giờ anh gọi cho mẹ, rồi mẹ sẽ lên đây liền. Em áp lực lắm. Không có sao đâu, mẹ mà biết em có thai á là mẹ vui lắm á. Anh gọi cho mẹ nha. Alo mẹ hả? Mẹ nằm nằm yên một chỗ đi con, đừng có ngồi vậy chị cho nó mệt. Nè ăn nho đi con. Nho này á là tốt cho sức khỏe lắm đó. Dạ, có nhiều vitamin mẹ. Trong đó có vitamin C với ơ. Dạ. Nè cái thời kỳ mang thai này á là quan trọng lắm nha. Con cố gắng giữ gìn nghe không? Đi đứng cho cẩn thận. Mọi chuyện trong nhà này nè, con cứ để đó mẹ lo, hiểu không? Con cần nhờ gì thì cứ nhờ mẹ, đừng có ngại gì hết, nghe chưa? Mẹ, con cảm ơn mẹ. Nhưng mà con... Lại nữa, mẹ nói con cứ chuyên tâm dưỡng thai đi, không? Đứa cháu nội á của mẹ là đang cần con lắm đó. Mọi chuyện trong nhà này nè, con đừng có làm gì hết á. Coi như là bà nội phục vụ cho cháu nội, hiểu chưa? Đừng có ngại gì hết. Dạ mẹ. Mà con cứ đẻ cho mẹ đứa cháu nội là mẹ mừng rồi. Nhiều khi á mẹ thấy người ta trẻ hơn mẹ nha, mà có hai ba đứa cháu nội luôn, mẹ nhìn á mẹ ghen tị muốn chết luôn vậy đó. Dạ con xin lỗi mẹ, cũng tại á con hơi khó khăn. Thì bây giờ con cũng đang có đó là gì, mình có nghĩ ngợi gì á, nghe chưa? Dạ mẹ, mà nhanh hả mẹ ha, mới đây mà 3 tháng rồi. Đúng thiệt á, thời gian nhanh thiệt, mới đây là 3 tháng rồi. Lay quay á, là con đẻ ra bây giờ đó. Con cũng mong á, cho nó bình an chào đời. Bình an chứ sao mà không bình an. Con đừng bao giờ nói gỡ mấy chuyện đó nghe chưa. Dạ mẹ. Bây giờ con muốn ăn gì nè, mẹ đi chợ mẹ mua cho. Dạ, con ăn gì cũng được á mẹ. À, thôi, mẹ đi mua thịt bò cho con nha, để bồi bổ sức khỏe. Ừ. Dạ. Ở nhà nằm một chỗ nghe chưa, hạn chế đi đứng cho mẹ nghe chưa. Dạ con biết rồi mẹ. Ăn nho tiếp đi. Dạ. Mẹ đi đây. Dạ. Mẹ đi chợ về rồi nè. Mẹ con nhờ mẹ một chút chuyện nha mẹ. Chuyện gì vậy con? Mẹ đi ra ngoài á, mẹ mua giùm con bịch băng vệ sinh nha. Cái gì? Đang có bầu mà mua băng vệ sinh để làm cái gì? Hả? Hồi nãy á, con nghe nó hơi ê ê cái bụng á, nên con đi vô trong toilet con kiểm tra. Con thấy á, nó ra một chút dịch màu hồng á mẹ. Trời ơi, như vậy là động thai nữa rồi hả con? Hả? Dạ, con cũng không biết nữa mẹ. Mẹ đã nói con rồi, ở nhà cứ nằm một chỗ cho mẹ đi, đừng có đi tới đi lui, mọi việc trong nhà này để cho mẹ hầu mà. Mẹ nói rồi thì sao vậy? Con nghĩ chứ không sao đâu mẹ. Không sao, không sao cái gì? Hả? Alo Tuấn hả con? Đi về nhanh đi nè, chở vợ con đi bệnh viện nữa kìa, nó bị ra máu nữa rồi kìa. Nhanh đó. Con cái gì hả? Bây giờ phải lo đi bệnh viện nè, để cho nó lọt con ra rồi mới sợ đúng không? Hả? Nói hoài cũng vậy à. Nằm một chỗ nha, tôi lên tôi soạn đồ rồi đi đó. Thiệt tình à. Mẹ.
theo dõi dài ngày. Mà lúc siêu âm ra họ có nói gì nữa không anh? Bác sĩ không nói gì hết trơn á. Bác sĩ bảo là em động thai chút xíu thôi, rồi về nhà làm theo dõi vài ngày, không có sao hết trơn á. Đừng có suy nghĩ nhiều nha. Anh, hay là... Thôi mà, em đừng có suy nghĩ gì hết á, không có sao hết trơn. Nằm đây nha, bây giờ anh xuống dưới á, anh coi má nấu gì cho em ăn. Nằm đây nha, không có suy nghĩ nhiều hết. Giờ sao hả bác sĩ? Thì sẽ phải làm cái thủ thuật để lấy thai nhi ra ngoài.
Có khi nào mình siêu âm có sai sót không bác sĩ? Đa số các bệnh nhân đều có cái câu hỏi này. Thực ra thì chúng tôi cũng siêu âm rất là kỹ, vì đây là một cái mạng người mà cậu, nếu mà cậu không tin ấy, thì cậu có thể đưa vợ cậu đi siêu âm khác. Dạ, cảm ơn bác sĩ. À, nhưng mà tôi nói này, tôi rất là hiểu cái tâm trạng của cậu bây giờ. Nhưng mà đừng có để thai nhi lưu trong người quá lâu, sẽ có biến cố đó. Dạ. Nhẹ thì nhiễm trùng tử cung, nhiễm trùng buồng trứng, có thể là để cắt bỏ tử cung và buồng trứng đó. Nặng thì nhiễm trùng máu, khi đó băng huyết thì có thể là người mẹ cũng dẫn tới tử vong luôn. Dạ, em cảm ơn bác sĩ. Thôi tình hình vậy đi nhé, mọi chuyện đều chờ vào quyết định của cậu. Dạ. Em dậy rồi hả? Em mới dậy. Hay là em nằm nghỉ đi, để anh vô trong anh lấy cái khăn ra lau mặt cho em nha. Em đi, em tự đi được rồi. Thôi, để anh dìu em. Từ từ đó. Em biết rồi mà. Hay là bây giờ mình đi bệnh viện đi. Ủa? Sao tự nhiên đi bệnh viện vậy anh? Chứ em ở nhà lo quá. Mình đã đi hai cái bệnh viện rồi. Ở đâu á, họ cũng bắt mình á, phải làm thủ thuật lấy cái thai ra. Bộ anh muốn giết chết con của mình hả? Nhưng mà... Đôi khi á, bác sĩ á, họ không có nghĩ cho mình đâu. Nè, ngày hôm qua nè, em mới đọc được một tin trên mạng nè. Có một trường hợp á, bác sĩ kêu á, cũng phải lấy cái thai ra. Rồi sau đó họ đi siêu âm chỗ khác á, thì bác sĩ lại kêu là bình thường. Nhưng mà mình đã siêu âm rất là nhiều chỗ rồi em. Ở đâu người ta cũng bảo là kích thước thai của em quá nhỏ, chỉ có 5 tuần thôi. Thì do nó nhỏ chứ bộ. Nhưng mà em mang thai 12 tuần rồi đó Phương. Và điều quan trọng hơn á, là bác sĩ đã bảo á, là không có tim thai. Nó ngừng rồi em à. Em không cần biết. Nhưng mà em không có bỏ con của em đâu. Rồi khi nào á, nó bỏ em thì thôi. Chứ em không có làm được vậy. Sao em cố chấp quá vậy? Em biết để như vậy là nguy hiểm lắm không? Em không cần biết. Hay tại anh ở nhà anh chăm sóc cho tôi á, anh không thích đúng không? Anh lên đi làm đi. Anh không có ý đó mà Phương. Tôi không biết. Bữa nay tôi không đi đâu á. Anh lo anh đi làm đi. Phương à. Anh không đi đúng không? Anh không đi á thì tôi dọn rồi tôi đi. Tôi đi cho anh vừa lòng. Thôi. Thôi được rồi, em không muốn đi thì thôi. Em ở nhà em nghỉ đi. Anh vô công ty anh giải quyết một số việc. Vậy là đã một tuần trôi qua rồi. Có lẽ là mẹ đã quyết định đúng rồi. Mọi chuyện á bây giờ rất ổn.
Mẹ mà nghe lời của ba con á, chắc giờ con không có nằm ở đây nữa đâu. Em ăn gì để anh thấy nè? Mà đừng có khóc nữa mà. Em đừng có suy nghĩ nhiều đâu. Em xin lỗi anh nha. Không có sao hết trơn á. Vợ chồng mình sẽ có con lại mà. Việc bây giờ quan trọng mới là em giữ gìn sức khỏe. Em phải nghe lời bác sĩ. Nghe không? Nằm yên cái này, đừng có suy nghĩ nhiều, đừng có khóc nữa. Giờ anh xuống anh lấy đồ ăn cho em ăn nha. Không khóc nữa đó. Chút xíu thôi. Anh bực bội chuyện ở trên cơ quan hay là anh chơi em? Người ta nói đúng mà, cây độc không trái, gái độc không con. Anh không thích á thì cứ nói thẳng đi. Con này á đủ sức chịu đựng ha. Anh không có mà, sao em cứ quơ nhà mình như vậy hả? Chuyện con cái á tính sao đi. Tôi biết mà. Bây giờ tôi đâu có còn giá trị gì nữa. Mệt em quá. Sao em cứ phiền phức quá vậy? Mỗi lần về nhà em cứ cằn nhằn anh như vậy. Anh chán lắm rồi. Em thay đổi quá trời rồi đó Phương à. Anh mới là cái người thay đổi chứ. Tôi nè, bây giờ tôi vô dụng rồi. Tôi không có làm được cái gì ở cái nhà này nữa. Em muốn làm gì thì em làm đi. Chị sao chị? Ủa, em mới qua nữa. Mạnh đâu? Anh đi làm nữa rồi. Trời ơi, nghĩ sao mà chị đang vậy mà anh còn đi làm được vậy? Vô tâm. Công việc mà em, anh đâu có bỏ được đâu. Mà chị yên tâm đi, biết đâu sau này chị bầu được, chị để nguyên cả một cái đội bóng thì sao? Tử cung của chị bị cắt rồi. Tôi cũng bị cắt. Ai nói?
Bác sĩ nói với anh ấy lúc chị đang ngủ. Mà kỳ ghê luôn nha. Em nghĩ sao á, chị là con gái à, có cái tử cung mà bị cắt. Mà chị biết không, tử cung mất con gái mà bị cắt á, người ta nói gì á, cái gì mà cây độc không 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 trứng, gái độc à, không con gì đó. Trời ơi, em nói vậy nha, đàn bà con gái mình á, nếu mà không có con á, trời ơi, hàng xóm này láng giềng mấy con mẹ đó, trời ơi, nhiều chuyện lắm, dị nghị kinh khủng luôn. Rồi mẹ chồng vậy đó, mới là mẹ chồng nữa, ác mồm ác miệng tám táo đằng nào á, cũng kêu như là kiếm mấy con tiểu tam trong rừng hiếp vô đẻ thuê các kiểu á. Em mới lỡ mà để thôi à, chứ không có gì hết trơn á, em mới lộn á. Hay là em thấy á, chồng chị cũng đẹp trai nữa, thôi để em để con cảnh nha. Chị hiểu lầm. Cái nghĩa vậy nè, ý á là lấy trước của chị xong rồi bỏ bụng em, rồi em chữa ra rồi em bẻ cái ào xong luôn. Tử cung á, với cái bụng trứng á, nó dính với nhau. Mà chị cắt rồi á, thì cũng đâu còn nữa đâu em. Không được hả ta? Mà thôi giờ nghe em, bây giờ chuyện trước mắt á, là chị á phải tịnh dưỡng à, để cho sức khỏe nó hồi phục, rồi mình trẻ mình đẹp, mình phải giữ chồng mình được chứ, đúng không? Chứ giờ không có buồn rầu hay vậy nữa nha. Tại chi á, lúc trước chị nghe lời ảnh, chị đâu có đến nổi. Nhìn anh nè, mà không biết vì sao hồi xưa em thương anh. Dễ thương chứ bộ. Trong
giấc mơ. Từng phút từng giây nhớ em. Anh tỉnh rồi hả? Hôm qua em đưa anh về hả? Dạ chứ ai, hôm qua anh say rút nhẹ rồi có biết gì nữa đâu. Anh xin lỗi, tại anh buồn chuyện khó khăn chuyện gia đình nên anh đi nhậu hả? Chuyện cơ quan thì bình thường mà, còn chuyện gia đình vợ chồng cãi nhau còn bình thường hơn nữa. Cứ mỗi lần buồn vậy là anh phải đi nhậu hả? Anh biết chứ, nhưng mà mỗi lần về nhà vợ anh cứ cằn nhằn. Vợ anh thay đổi kể từ khi mà cô ấy cắt tử cung. Sao mà dữ vậy? Mà thôi, sau này á có gì buồn á thì anh cứ qua đây đi, em làm vài món rồi hai anh em mình lai lai. Anh xin lỗi chuyện tối qua nha. Tối qua có gì đâu xin lỗi, em thấy bình thường mà. Mà thôi ăn mặc đồ vô đi rồi về. Thôi chỉ giận em á. Anh đi với con nào? Tôi đi với ai là chuyện của tôi. Cô hỏi đi làm gì? Tôi là vợ của anh, không lẽ những cái chuyện đó tôi cũng không được biết hả? Thôi mà cô quá, sao cô muốn lần nhằn mãi vậy? Nếu mà anh đàng hoàng thì tôi đâu có nói làm gì. Đằng này người lỗi là do anh, mà anh còn bắt tôi im lặng hả? Từ khi anh biết tôi bị cắt bỏ tử cung thì anh đã thay đổi quá nhiều. Thôi mệt quá, sao cô cứ lằn nhằn mãi vậy? Nếu mà anh đàng hoàng thì tôi đâu có nói làm gì. Đằng này người lỗi là do anh, mà anh còn bắt tôi im lặng hả? Bây giờ anh muốn cái gì? Nếu như anh muốn á, anh cứ nói với tôi một tiếng, tôi sẽ giải thoát cho anh. Mà nếu á, anh mà dở trò thì con này sẽ không tha cho anh đâu. Thôi đủ rồi. Anh đứng lại đó. Khi nào cô bình tĩnh á thì tôi mới nói chuyện cô. Anh được lắm đó, anh đừng có để cái con này tìm được bằng chứng đi chưa. Sao em chưa lấy chồng? Em chưa tìm được ai mà giống anh. Lại nữa. Thật mà, em có tìm được ai mà trái tim rung động giống như với anh ngày xưa đâu. Còn bây giờ thì sao? Còn bây giờ thì vẫn vậy, nhưng anh thì đã có chị rồi. Thôi, vô nè. Nếu như anh muốn thì em có thể xin cho anh một đứa con. Em đùa à? Sao lại đùa? Hay là em có chân châu, còn em có sữa, chúng ta... Thôi nha, anh mà lộn xộn là em cho anh ra khỏi nhà.
Vô đi em. Trời ơi, chị làm gì mà nhà cửa bờ bộn, nhìn chị lôi thôi lết hết luôn á. Giờ chị còn cái gì nữa đâu, chị mất hết rồi. Chỉ là không có con thôi mà chị. Nhiều người á, họ không có con, họ vẫn sống tốt, vẫn lạc quan yêu đời. Có sao đâu chị, không có con á, thì mình nhận con nuôi. Nhưng mà riết á, anh Tuấn á, anh cũng không chịu về nhà với chị nữa. Nhìn chị gớm vậy, anh về nhà mới lạ. Chị nhìn chị lại đi. Em nói chị nghe nè, bây giờ điều quan trọng nhất là chị phải nghĩ thông suốt. Chị biết sao không? Mình phải làm cho bản thân mình đẹp lên. Mình phải có một cái nghĩ suy nghĩ thoáng hơn về cuộc sống. Chứ đâu có thể nào mà ăn suốt ngày rồi mình cứ tự hủy hoại bản thân mình vậy được đâu chị. Nghe em. Đúng, em nói đúng á. Vậy từ ngày mai á, chị sẽ đi làm trở lại. Đúng rồi chị. Chị phải sửa soạn trở lại đúng không em? Đúng. Thì anh Tuấn anh mới về. Chị cảm ơn em nhiều nha. Chị suy nghĩ thông suốt á, lại mừng lắm luôn á. Tối nay á, ngủ ở đây với chị nha. Dạ. Chỗ chị em mình với nhau không mà, có gì đâu mà cảm ơn em. Thôi, mình dọn nhà xong rồi hai chị em đi ăn ha. Ừ. Chị đã liền. Hai chị mình đi ăn. Ừ, bữa nay chị bao em. Nó có hay phá em không? Trời, nó nghịch quá trời luôn á. Nó đá em hoài à. Chắc mày mốt, nó trở thành cầu thủ bóng đá quá à. Em đang suy nghĩ, không biết nó có thương em không nữa. Mà bây giờ, nó coi cái bụng em như cái sân cỏ vậy á. Nó đá bên đây rồi nó đá bên kia, đau muốn chết mà. Thương sao mà không thương? Nó kỳ không à. Anh, mà anh qua đây hoài á, chị không biết không ghen hả? Có chứ, chị chửi anh hoài à. Nhưng mà anh nhớ con, cho nên anh lén qua đây thăm em. Mệt ghê. Em đang suy nghĩ, lại mốt lỡ em đi giữa đường, chị chặn đầu đánh ghen, sao khi người ta quá trời người buông vô quay phim tung lên mạng. Trời, lúc đó người ta nói em là con gái thứ 13. Chắc em chết luôn á. Nói tầm bậy không mà. Làm gì có chuyện đó. Chị chỉ hay cằn nhằn anh thôi. Nói bậy luôn. Chị quá ghê. Có nhà lợi dụng sầu của người ta hả? Anh à, thôi anh đi về đi. Không á, chị mà biết á, qua đây là cũng xùm thiệt luôn á. Trời, bây giờ mà còn đuổi tôi về nữa hả? Con trai yêu của ba ơi, ba về nha, chứ ở đây mẹ con không cho, đuổi ba hoài à. Cứ lợi dụng sầu của người ta hoài, đi về đi con. Không thích anh đâu, né ra né ra. Trời trời. Đi về nha, đi em đi ngủ, em mệt quá à. Rồi rồi, thôi được rồi. Nè, anh đỡ em xuống đi mình ngủ. Bác, em mất ba hả?
Nói gì vô đây? Cái gì vậy em? Sao? Chị biết không? Chồng chị á, ổng ra ngoài cặp bồ, con nhỏ đó sắp đẻ luôn rồi. Cặp bồ? Ờ. Em có nói thiệt không vậy? Đó, chị coi đi. Trời ơi, em không tin luôn á. Nghĩ sao mà vợ mình đang như vậy nè, mà chồng ra ngoài lăng nhăng cặp bồ. Bởi vậy, đồ khốn nạn. Đúng rất là khốn nạn luôn á. Tao sẽ cho mày biết tay. Đúng, phải cho biết tay. Qua, từ ngày mai á, em sẽ đi theo dõi anh Tuấn giùm chị. Để coi á, cái ổ của con hồ ly đó, nó nằm ở đâu. Ok, giao cho em. Qua. Tại sao xảy ra chuyện như vậy mà em không báo một tiếng? Em xin lỗi anh, nhưng mà em không có giữ con được nữa rồi. Em đừng có suy nghĩ nhiều nữa. Sức khỏe là quan trọng, em dưỡng sức đi. Nhưng mà em buồn quá. Anh cũng buồn. Anh mất con anh mình nữa. Em cảm giác á, nó đang lớn lên từng ngày trong bụng của em. Nhưng mà bây giờ thì ổng không còn nữa rồi. Anh đừng có công an truy tìm cho kẻ nào làm chuyện này. Anh ơi, thôi đi anh. Bây giờ mà có báo công an á thì cũng thôi, cứu sống được con mình nữa đâu. Mình bỏ qua nha. Anh hứa với em đi, mình bỏ qua nha. Bộ không biết nữa còn hỏi. Cô Thu chứ ai?
Em biết chuyện rồi sao? Biết thì sao? Có phải em liên quan đến vụ tai nạn đó không? Liên quan thì sao? Còn không liên quan thì sao? Dù sao á, cái chuyện đó nó cũng đã xảy ra rồi. Phương, em có biết là em ngu lắm không hả? Đúng, tôi ngu đó. Tôi ngu tôi mới để cho hai người qua mặt tôi. Đáng đợt. Chỉ là bạn bè thôi không? Từ trước đến nay, anh với Thu chưa bao giờ vượt qua giới hạn của mình. Bởi vì anh thương em, anh yêu em. Cho nên lúc nào anh cũng nghĩ về em, nghĩ về hạnh phúc của gia đình mình. Còn em thì sao? Em đã phá vỡ hạnh phúc tổ ấm của gia đình mình đó. Anh với Thu á, chỉ là bạn. Còn Thu á, thì mang thai hộ cho vợ chồng mình. Vậy mà em đâu có biết rằng á, là từ trước đến giờ á, anh chưa bao giờ có suy nghĩ trong đầu á, là sẽ cùng với một người phụ nữ nào khác. Em nhìn cho kỹ đi. Cái thai mà Thu mang trong bụng á, chính là cái phôi duy nhất mà em để lại trong bệnh viện đó. Thì nó cũng chính là con của vợ chồng mình. Phương à, em cũng tự giết bố con của mình rồi đó Phương. Đầu á, là một ngày nào đó anh sẽ mang đứa bé về trao cho em. Chắc em sẽ vui và hạnh phúc lắm. Vợ chồng mình cuối cùng cũng có một đứa con. Nhưng mà không, còn giờ thì sao hả? Em đã tự tước bỏ đi hạnh phúc của mình đó Phương à. Em đã giết đứa con duy nhất còn lại của mình đó. Trời ơi, làm cái gì vậy trời? Con của tôi, con của tôi mà. Trời ơi, con ơi là con. Ủa, em mới về hả? Em mới về nè. Bọn trẻ hôm nay nó có quậy em không? Mấy đứa nhỏ nó quậy em cũng vui mà. Bây giờ em muốn có một đứa con để nó quậy em như vậy mà cũng có được đâu. Thôi mà em, giờ mình cũng sống hạnh phúc mà. Em xin lỗi anh nha. Không có sao hết. Đừng có tự dằn vặt mình như vậy nữa. Chuyện cũng đã lỡ rồi, đâu có ai muốn đâu em. Có ai ở nhà không? Hình như ai kiếm mình kìa. Có ai ở nhà không?
Có. Ai vậy? Em chào anh chị. Ủa em? Hơn một năm nay em đi đâu vậy? Anh không tính cho em ngồi hả? Em ngồi đi. Em về quê. Thu cho tôi xin lỗi nha. Thật ra em mới là người phải xin lỗi anh chị. Ủa, chuyện này là sao vậy? Em đã nói dối anh hơn một năm qua. Em nói dối anh chuyện gì? Chị ơi, chị ấm Pepsi vào đi. Chào chị. Con chào thấy thương quá à. Chuyện này là sao vậy em? Thật ra sau vụ tai nạn đó thì Pepsi được đưa vào lòng ấp. Và hơn một năm nay em đã gửi cho chị em nuôi. Pepsi là con của anh hả? Bộ anh không thấy nó giống anh chị hả? Thì không vậy thôi. Nó giống anh quá nè, Phương ơi. Nhờ con trai của mẹ. Phương à, anh cảm ơn em nhiều nha. Em chịu khổ quá. Em không còn gì đâu. Em chỉ muốn là lâu lâu anh chị mẹ. Em nói cái gì vậy? Em cũng là mẹ của Pepsi mà. Đúng không Phương? Phương mãi á, là mẹ của đứa bé. Mẹ thương nha. Em nó còn lạ đó. Vài ngày nó hết à. Anh vui quá à. Chị Thu à, chị đừng có nói vậy. Chị mãi á, là mẹ của đứa bé này nè. Chị mới là người xứng đáng. Thôi, đừng có nhường nhau nữa. Thù với Phương, cả hai em đều là mẹ của Pepsi. Như vậy á, mình mới hạnh phúc. Được không? Từ nay Pepsi, nó sẽ có hai người mẹ.